Tôi là Henry của kênh Henry Tài Chính 360 trong chuyên mục Sách Hay Đổi Đời. Và bạn, hôm nay tôi sẽ gửi đến các bạn những câu trích dẫn hay của sách rất nổi tiếng. Và đây là 50 câu trích dẫn hay nhất của sách Đắc Nhân Tâm. Một, Đắc Nhân Tâm là một nghệ thuật tinh tế và cao siêu, là nghệ thuật thu phục lòng người, khiến người khác yêu mến và tôn trọng mình. 2. Để có được sự tin tưởng của người khác, trước tiên bạn phải tin tưởng họ. 3. Lắng nghe là một trong những kỹ năng quan trọng nhất trong giao tiếp. Khi bạn lắng nghe người khác, bạn đang thể hiện sự tôn trọng và quan tâm đến họ. 4. Hãy luôn khen ngợi người khác, nhưng hãy khen ngợi một cách chân thành. 5. Hãy giúp đỡ người khác, nhưng hãy giúp đỡ một cách không vụ lợi. 6. Hãy làm cho người khác cảm thấy họ quan trọng, họ sẽ yêu mến và tôn trọng bạn. 7. Hãy luôn là chính mình, đừng cố gắng trở thành người khác. 8. Hãy luôn lạc quan, tin tưởng vào bản thân và vào khả năng của mình. 9. Hãy luôn học hỏi, phát triển bản thân và trở thành một người tốt hơn. 10. Hãy luôn biết ơn những gì bạn có, đừng bao giờ so sánh mình với người khác. 11. Hãy luôn sống trong hiện tại, đừng quá đắm chìm trong quá khứ hay lo lắng về tương lai. 12. Hãy luôn yêu thương và quan tâm đến những người xung quanh. 13. Hãy luôn sống một cuộc sống có ý nghĩa và giá trị. 14. Hãy luôn là một người tốt, một người có ích cho xã hội. 15. Hãy luôn là một người hạnh phúc và thành công. 16. Đừng bao giờ so sánh mình với người khác, bởi mỗi người đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng. Thay vào đó, hãy tập trung vào việc phát triển bản thân và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. 17. Đừng bao giờ ngại giúp đỡ người khác, bởi giúp đỡ người khác là một trong những cách tốt nhất để kết nối với họ và tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp. 18. Hãy luôn tôn trọng ý kiến của người khác, ngay cả khi bạn không đồng ý với họ, bởi mỗi người đều có quyền có ý kiến riêng của mình. 19. Hãy luôn lắng nghe người khác, bởi lắng nghe là một cách thể hiện sự tôn trọng và quan tâm đến họ. 20. Hãy luôn khen ngợi người khác, bởi khen ngợi là một cách thể hiện sự tích cực và tạo thiện cảm với họ. 21. Hãy luôn giúp đỡ người khác, bởi giúp đỡ người khác là một cách thể hiện sự tử tế và lòng trắc ẩn. 22. Hãy luôn làm cho người khác cảm thấy họ quan trọng, bởi khi họ cảm thấy họ quan trọng, họ sẽ yêu mến và tôn trọng bạn. 23. Hãy luôn là chính mình, đừng cố gắng trở thành người khác, bởi khi bạn là chính mình, bạn sẽ hạnh phúc và thành công hơn. 24. Hãy luôn lạc quan, tin tưởng vào bản thân và vào khả năng của mình, bởi khi bạn lạc quan, bạn sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn. 25. Hãy luôn học hỏi, phát triển bản thân và trở thành một người tốt hơn, bởi khi bạn học hỏi và phát triển, bạn sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn. 26. Hãy luôn biết ơn những gì bạn có, bởi khi bạn biết ơn, bạn sẽ hạnh phúc và thành công hơn. 27. Hãy luôn sống trong hiện tại, đừng quá đắm chìm trong quá khứ hay lo lắng về tương lai, bởi khi bạn sống trong hiện tại, bạn sẽ hạnh phúc và thành công hơn. 28. Hãy luôn yêu thương và quan tâm đến những người xung quanh, bởi khi bạn yêu thương và quan tâm đến họ, bạn sẽ hạnh phúc và thành công hơn. 29. Hãy luôn sống một cuộc sống có ý nghĩa và giá trị, bởi khi bạn sống một cuộc sống có ý nghĩa và giá trị, bạn sẽ hạnh phúc và thành công hơn. 30. Hãy luôn là một người tốt, một người có ích cho xã hội, bởi khi bạn là một người tốt, bạn sẽ hạnh phúc và thành công hơn. 31. Đừng bao giờ cố gắng thay đổi người khác, bởi mỗi người đều có quyền là chính mình. Thay vào đó, hãy tập trung vào việc thay đổi bản thân và trở thành một người tốt hơn. 32. Đừng bao giờ ngại xin lỗi khi bạn làm sai, bởi xin lỗi là một cách thể hiện sự tôn trọng và trách nhiệm. 33. Hãy luôn biết tha thứ cho người khác, bởi tha thứ là một cách để giải phóng bản thân khỏi những cảm xúc tiêu cực. 34. Hãy luôn sống một cuộc sống có mục đích và lý tưởng, bởi khi bạn có mục đích và lý tưởng, bạn sẽ có động lực để phấn đấu và đạt được thành công. 35. Hãy luôn là một người tử tế và nhân hậu, bởi khi bạn tử tế và nhân hậu,
bạn sẽ nhận được sự tử tế và nhân hậu từ người khác. 36. Hãy luôn là một người có lòng trắc ẩn, bởi khi bạn có lòng trắc ẩn, bạn sẽ có thể hiểu và đồng cảm với người khác. 37. Hãy luôn là một người có lòng biết ơn, bởi khi bạn biết ơn, bạn sẽ hạnh phúc và thành công hơn. 38. Hãy luôn là một người có lòng vị tha, bởi khi bạn vị tha, bạn sẽ nhận được sự yêu thương và tôn trọng từ người khác. 39. Hãy luôn là một người có lòng can đảm, bởi khi bạn có lòng can đảm, bạn sẽ có thể vượt qua mọi khó khăn và thử thách. 40. Hãy luôn là một người có lòng tin, bởi khi bạn có lòng tin, bạn sẽ có thể đạt được bất cứ điều gì bạn muốn. 41. Đừng bao giờ cố gắng lợi dụng người khác, bởi khi bạn lợi dụng người khác, bạn sẽ không bao giờ có được sự tin tưởng và tôn trọng của họ. 42. Hãy luôn là một người trung thực và đáng tin cậy, bởi khi bạn trung thực và đáng tin cậy, bạn sẽ nhận được sự tin tưởng và tôn trọng của người khác. 43. Hãy luôn là một người có trách nhiệm, bởi khi bạn có trách nhiệm, bạn sẽ được mọi người tin tưởng và tôn trọng. 44. Hãy luôn là một người có ý chí và nghị lực, bởi khi bạn có ý chí và nghị lực, bạn sẽ có thể vượt qua mọi khó khăn và thử thách. 45. Hãy luôn là một người có lòng kiên nhẫn, bởi khi bạn có lòng kiên nhẫn, bạn sẽ có thể đạt được bất cứ điều gì bạn muốn. 46. Hãy luôn là một người có lòng lạc quan, bởi khi bạn lạc quan, bạn sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn. 47. Hãy luôn là một người có lòng yêu đời, bởi khi bạn yêu đời, bạn sẽ hạnh phúc và thành công hơn. 48. Hãy luôn là một người có lòng hy vọng, bởi khi bạn có lòng hy vọng, bạn sẽ có thể vượt qua mọi khó khăn và thử thách. 49. Hãy luôn là một người có lòng tin vào bản thân và vào khả năng của mình, bởi khi bạn tin tưởng vào bản thân, bạn sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn.